Xin chào cả nhà, xin chào ông bà, xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú và các bạn ha. Đó, hôm nay mình sẽ ăn tới mấy cái loại xoài ha, để mình thử coi cái nào ngon nhất. Đây, mình mới vừa sắp ra đây, mình mới vừa mua xong hết cái mâm này là 50 đồng á cả nhà. Đó, 50 đồng xoài là 1 triệu tiền Việt Nam á, coi được bao nhiêu ha. Đó. Cái này nè, là 4 đồng ký nè cả nhà, đây mình có cái hóa đơn 52 đồng mình mới đi mua xong á. Cái này là 4 đồng ký ha. Đó, 4 đồng. Cái này mắc nhất 15 đồng ký luôn. Đó là 14 đồng 80 cũng như 15 đồng để mình nói chẳng vậy đó. Cái loại này bé tí hiu rồi trời. Loại này để mình coi 600 g. 600 g mà 2 3 4 5 trái. 5 trái 600 g, nhân trái 100 g mà. Hơn tí xíu thôi. Trời, nó nhỏ xíu nhưng mà cũng hơn 100 gram ta. Rồi xài này là 12 đồng 80 cũng như 13 đồng ký. Không biết của Việt Nam luôn hết ta. Nè, để Sài Gòn nè. Đó. Cái này ha, 13 đồng ký. Rồi xài này là 10 đồng ký cả nhà. Cái loại này mình lấy có một trái, ăn trái này thôi, 7 đồng mấy. Tại nó nặng quá ha. Đó, 10 đồng. Có loại này thì mình lấy nhiều. Cái này mình lấy tới 6 trái là cái loại 4 đồng ký á. Đó, mình lấy tới 6 trái. Sao hả, 7 trái vậy nè. Ở đây 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dưới sao mình còn một trái nữa, 7 trái. Loại này mình mua 7 trái ha. Với hai trái này 7 trái với 4 đồng ký. Một trái này 10 đồng ký. Còn hai này 12 đồng 8 như 13 đồng. 5 trái này 15 đồng ký. Hết cái mâm xài này mình 50 đồng cả nhà. Giờ để mình ăn thử cái loại nào ngon nhất nha. Đó đó. Ừ. Xin chào cả nhà, xin chào bà cô chú và các bạn. Bữa nay lâu lâu một lần làm ăn mấy cái trái cây mà mắc tiền á cả nhà. Đó cho nên là hôm nay mình mua hết cái mâm xài này là 50 đồng nè. Là 1 triệu tiền Việt Nam á cả nhà. Đó, mình để mình ăn thử coi cái nào nó ngon nhất nha. Mẹ được Ina đòi thử một trái nhỏ nè cả nhà. Cho nên là mình Ina nói nó bằng cái trứng. Cái trái này á là 14 đồng 80 cũng như 15 đồng ký nha cả nhà. Cái này là xài của Colombia, 15 đồng ký. Này nãy mình mua 5 trái này là 10 đồng ha. Để mình thử cho nó ngon hay không nha cả nhà. Bữa nay mình review hết mấy cái loại xài cho cả nhà coi. Nhà mình nó ăn nhiều trái cây lắm cả nhà ơi. Nãy đi làm về mình ghé mình mua trái cây thôi mà 50, 50 mấy đồng. Để dĩa đây con. Ôi ôi, nghe mùi thơm. Thơm. Thơm quá trời đúng không nè. Con lấy cái đĩa không? Mama sẽ cũng bốn phần thôi. Nãy cho là con xin với con muốn cái này nữa. Ui, ăn hết trái này xong rồi mẹ cho trái nữa, ok. Rồi, con lấy cái đĩa không? Nó không muốn cái đĩa hả? Bóc bằng tay luôn hả? Ngon quá trời luôn á cả nhà, ăn hay con? Quá trời ngon luôn. Như nào? Mẹ mẹ hỗ trợ làm cái đó hả? Ừ. Ăn đi. Nó sang nó làm cái đó à, con nó nhìn nó. Ừ. Nhưng mà nào mà Ở nhà ấy, ăn hết xong rồi là cái ăn nữa cái mua nữa vậy đó. Hồi nhà mình ăn trái cây nhiều hơn tiền thịt cá đó cả nhà. Ừ. Bữa nay mình có mấy cái xài này cho nên là mình thử. Cái này là cái này mới ăn xong là cái này ngon này ha. Cái này rất là ngon nè, cái này 15 đồng một ký. Để gọt thêm trái nữa chứ nè. Con ăn đi mày, gọt thêm trái nữa nha. Hồi nãy dưa hấu rẻ cả nhà 1 đồng 1 ký rồi, với trái dưa nữa. Từng rồi mua trái 10 kg ăn hết rồi đó. Giờ thêm trái, hồi Mẹ nãy con mình đi lấy trái nhỏ nhỏ con 7 kg nữa, 7 đồng. Mẹ con đi Rồi. con đi rồi con được khoan cái dưới cái của tôi hả? Ừ. Con ăn xài chưa, nó ngon không? Đi nè. Con ăn xài chưa, nó ngon không? Nói cho cô chú nghe xài ngon không? Ngon không? Ừ. Con ăn đi. Vậy. Rồi con ăn đó đi, giờ mẹ gọt cái khác nha. Mẹ thử trái xoài của Việt Nam. Cái này hồi nãy nãy giờ mình ăn hai trái này ha, là 15 đồng ký, là ngon ngọt.
Còn cái này là cái loại 4 đồng ký này ăn quanh năm suốt tháng. Biết mùi rồi. Rồi mình cũng sẽ cắt ra cho cả nhà coi. Chúng ta bây giờ thử trái này. Trái này là một trái này thôi nãy 7 đồng nha cả nhà. Trái này là 10 đồng ký nè. 10 đồng, 10 euro một ký mà trái này. Trời ơi. Chị xài loại thường thôi. Mình cũng mua hoài ăn hoài à, còn xài mắc này thì lâu lâu mình mua một lần nha, mấy cái xài mắc tiền á. Đó. Khi cuối tháng lãnh lương vô hoặc là nhiều khi được tiền thưởng tiền này tiền kia đó thì mới là ăn 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 sang đó. Còn bình thường thí dụ mình mua xài 1 đồng 1 trái đó. Cái này bữa nay mẹ ăn sang nè, tại vì có tin vui cả nhà, mình được được chia tiền thưởng á cả nhà, tại vì mình đi làm ở trong viện dưỡng lão đó, rồi được tiền thưởng của tổng thống Pháp á, cho những người mà đi làm kiểu giống như trong mấy cái ngành mà nguy hiểm á, dễ lây bệnh á, cái môi trường dễ lây bệnh á, mình làm ở trong cái môi trường dễ lây bệnh cho nên mình được cái tiền thưởng đó của tổng thống cho. Hồi năm rồi là được 1.500 á cả nhà, 1.500 euro á, rồi năm nay á thì ít hơn, nhưng mà đáng lẽ mấy chỗ khác á, là những cái chỗ mà nhà nước á, là người ta được từ hồi năm rồi lâu rồi đó, còn chỗ mình đó là tư nhân cho nên nó là người ta phải biểu tình đó, nó phải biểu tình rồi này kia kia nọ để nó đòi quyền lợi đó, bởi vì bây giờ mới có trễ nhưng mà không có được nhiều cả nhà ấy, nhưng mà cũng được, có nghĩa là ngoài lương của mình thì mình cũng được thêm nữa. Cả nhà. Ừ, để mẹ cắt nhỏ lại ha. Ina nói mẹ cắt miếng nhỏ nhỏ. Mẹ cho đó là cái gì? Rồi hôm rồi á, chỗ làm mình nó biểu tình quá trời luôn á cả nhà, nó biểu tình nó lên truyền hình luôn á. Thoại luôn á con ơi. Cái hàng là 7 đồng. Cũng ngon lắm. Quý để hồi mẹ cắt cái nhỏ nữa cho con. Lina nói nó đòi ăn trái nhỏ. Nhưng mà trái xài 7 đồng mà chính giữa nó bị dập nè cả nhà. Nó bị dập rồi mình phải giục rồi. Trái xài 7 đồng ở trong chính giữa nó bị. Rồi con ăn đi con. Lina, mầm mầm đi. Ngon lắm trời. Nhưng mà cái trái này á, cái mùi vị nó không ngọt bằng trái kia nãy á. Nó thua trái nhỏ hả cả nhà. Trái nhỏ nãy nó ngọt hơn. Nè, tính giữa hộp rồi. Mình phải giục nhiều lắm tại vì nó bị dập á cả nhà. Cái thằng này hơi thất bại nha. Cái thằng đó hơi thất bại. Mày gọt cái nhỏ cho Ina nữa nha. Ina đòi ăn cái nhỏ nữa. Cái nhỏ ngon thiệt. Cái nhỏ ngon quá trời luôn á. Ơi mẹ đây. Là mình ga nhê hả? Thì mình đi ở Paris. Ui, chừng nào hết corona, hết virus mẹ dẫn con đi nha. Ngon không? Thấy không? Đi học về ăn xài thuốc ha. Bây giờ mình thử nãy giờ mình ăn mấy loại rồi, hai loại rồi, giờ còn cái trái này chưa ăn nè. Cái này trái xài này là trái xài có chữ Sài Gòn Fumier Mango Excellent de Goût. Thấy không? Nó nói là xài loại 1 của Sài Gòn ha, cái mùi rất là ngon, nó giới thiệu như vậy để mình thử ha. Biết nó ngon hay không?
Cái này hồi cách đây mấy tuần mình có mua rồi bị sơ không à, không ngon. Cái này nè, bữa nay mình thấy nó mùi cho nên mình mới mua nè. Rồi bị dập luôn nè. Này chắc hồi nãy mình để bị cắn hay sao. Rồi nghe cái mùi ấy rồi cả nhà ơi. Nghe cái mùi không ngon rồi, cái mùi mủ á. Xài này xài gì vậy ta? Này Việt Nam kêu xài gì đây không biết. Nghe cái mùi mủ quá cả nhà ơi. Hai trái này hồi nãy là 11 đồng á cả nhà, hai trái này nè. Đó. Thường thường thì bên đây ăn nho, táo, bơm, đồ này kia, bo, đồ lê, đồ đó cả nhà. Cái đó thì thường quá. Xài đồng trái thì cũng xài ăn xài thường luôn. Quá trời. Mà xài mười mấy đồng ký này thì lâu lâu mình mới mua. Hà này nó không có ngọt cả nhà ơi. Nó không có ngọt. Ngộ quá, nó lạc lạc cả nhà ơi. Không ngon. Việt Nam, Sài Gòn gì không ngon rồi cả nhà. Không ngon nha. Đúng không? Mua hai trái liền về còn một trái nữa này chắc. Nè. Không ngon rồi, cái thằng này. À, ai không? Cái nam mà mày. Nó nằm dưới nào. Cái xài bơ chía nó nằm dưới này. Vậy con đi lấy cái chén đi, không sao mày để trong cái chén riêng nha con. Nè, xài bơ chía nào. Ina nói không chê luôn rồi, cả nhà nó không thích luôn rồi đó. Nó nói nó chỉ thích cái xài nhỏ xíu mấy cái này nó không có thích. Thiệt. Dở quá. Dở quá, thất bại. 11 đồng hai trái, thất bại quá cả nhà. Nè, cái này là cái xài nhỏ nè. Xài nhỏ của con này. Xài ngon. Đây nè ha. Tiếp gặp này chơi Ina tiếp nha. Ngon thiệt, hèn chi bởi vì Ina thích. Trời ơi, ăn xài này chiều no khỏi ăn cơm luôn cả nhà ơi. No quá trời. Bên đây lúc này bệnh vẫn còn nhiều lắm nha cả nhà. Vẫn còn đóng cửa. Chỗ làm của mình nó cũng có mới có mấy ca cả nhà. Đi làm thì mình vẫn đi làm bình thường thôi, thì người ta phải mặc đồ bảo hộ, với những người mà bị bệnh thì nó hỏi trong phòng không mà không có được ra, mình phải cẩn thận. Vẫn không tìm lại được cái hương vị xài Việt Nam cả nhà ơi. Đẻn thèm cái mùi mà xài Việt Nam mà xài chín cây á cả nhà. Xài chín cây á, nhớ hồi nhỏ hay đi ra ngoài vườn của nhà nội á, có xài chín cây á, hái được một cái xài chín cây là trời ơi mê ơi là mê, ăn nó ngon, nó ngọt gì đâu luôn á, ngọt không thể tưởng. Nãy giờ mua mấy cái này mắc mười mấy đồng ký, ăn dặn ăn vẫn không ngon nha cả nhà, vẫn không có giống cái mùi vị mà cái xài mà chín cây mình đi ra mình hái ăn nó ngon như thế nào. Thất bại, mình thất bại nhất là cái thằng này nè, không ngon gì hết nha. Bây giờ mình sẽ cắt một trái xài 4 đồng ký cho cả nhà coi ha. Đây trái xài này 4 đồng ký luôn. Cái đó cái đẹp nha đó, 5 trái đó là 10 đồng. Để đấy hồi mẹ cắt cho. Đây, mình sẽ cắt trái xài 4 đồng ký cho cả nhà coi ha. Đây. Cắt làm cái bông ha cả nhà ha. Xéo như vậy xong cái mình xéo trở lại,
Sáng mình dậy. Rồi, xem cái mình nặng kéo ra nha cả nhà. À. Ngồi xuống đàng hoàng coi nè. Để cô chú không thấy, ngồi xuống. Này, nay nhìn coi mẹ nặng cái bông à. Sao? Đẹp không? Kiểu này kiểu của Tây nha cả nhà. Tây nó đâu biết gọt xài giống mình đâu, nó ăn nó cắt cái gì nè. Xong rồi cái nó cạp từng cục vậy đó. Hay là lấy dao nó cắt vậy nè. Đó, nó gọt như vậy. Xong rồi nó cắt như vậy. Con này có muốn ăn cơm xa thay. Ờ. Mẹ cắn ngay cái giỏ. Ai cắn đi. Ngon. Cái xài này thì cũng ngon. Ngon hơn lợn đồng trái. Cái này 4 đồng 1 ký hả? No quá anh ơi. Ăn hết nổi rồi, no quá. Nhiều quá rồi. Cái này nó hơi bị chua cả nhà. À tại vì mình lấy cái trái này nó hơi cứng nè, còn xanh xanh này cả nhà, bởi vì nó hơi chua. Hồi nãy mình gọt mấy trái mà nó đỏ mà nhiều quá, chắc là nó ngọt. Nè, có chưa hết flơ này nữa mà. Đây một hồi mẹ làm cái flơ này nhỏ này cho con. Ok, rồi cắt cái bông này cho Ina nha cả nhà. Cái này cái bạn hôm nay. Con đi học vui không? Kể cho cô chú nghe đi. Dạ, dạ cô chú các bạn hôm nay. Vui không? Đi học vui không? Dạ. Mới rước Ina đi học về luôn á cô chú. Mẹ đi làm tan ra rồi về tới nhà được nửa tiếng vậy là tới giờ rước Ina. Ồ, cái bông nhỏ dễ thương quá. Này con cạp ấy, con cạp. Ok. Tết thì cầm bình này lắm. Ừ, cầm bình này. Ngon không? Ngon à? Ừ. Làm một cái bông nữa ha. Quý. Ừ. Cái bông nữa. Ina đòi làm cái bông. Mẹ làm cái bông cho Ina. Wow. Cô chú thấy mẹ làm cái bông cho Ina đẹp không? Đó. Ina bye bye con. Chào con, bye bye cô chú. Hẹn gặp lại nha cô chú. Giỏi, hẹn gặp lại nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Ai thích thì nhấn đăng ký kênh, ủng hộ, like và chia sẻ. Bye bye, cảm ơn cả nhà. Bye bye.